Mịch Thứ hôm nay làm gì, ở đâu và là ai? Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo chân một người thợ ăn ong rừng tràm là anh Nghi ở ấp Bảy Kinh, xã Văn Khánh Tây. Chúng ta sẽ vào rừng và chúng ta sẽ khám phá về một nghề đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó là nghề truyền thống gác kèo ong. Nước nó đứng vậy, ít cá lắm. Có là nó chảy. Thường là khi nào thì cá nhiều? Có kìa. Cũng có là. Thường là cá gì? Cá phi nhiều. Cá phi là nhiều hả? Cũng được quá ha. Ngày kiếm được nhiêu trời? Mấy ký không? 5-7 ký, chục ký. 5-7 ký rồi ăn sao hết? Bán. Bán rồi em này làm khô được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ở dưới quê xuống ha. Đi ra vườn thì có đồ ăn. Anh nhà tại đó luôn hả vậy? Ừ, anh nhà tại chợ luôn. Anh không biết đường nên anh đi xa gì đó. Rồi. Ở đây là cái áo hả? Rồi, cũng như mình thiết kế một cái áo để mình đi bắt ong gì nè. Đó, rồi. Rồi anh sẽ chùm vô như vậy, anh đổi cái nón kết nó sẽ hơi ga gì để mình dễ dọn dễ đi á. Rồi. Nó rất là dễ. Như vậy là nó bảo vệ mình, ong nó không có chích đúng không? Không đốt mình được. Chứ anh mà để không là coi như là về là má nhìn không ra luôn. Nhà mổ, ổ giữ nhà mổ nó cũng không giữ anh. Còn cái này là cái đuốc mình chỉ dùng cho khi rừng mình còn nước nha. Rồi. Còn nếu rừng mình đã khô mình sẽ có cái bình đun khói. Rồi. Mình sẽ cho bài dùng đun khói để mình phòng chống cháy rừng á. Rồi. Nói vậy cho nó gọn gàng. Để em lấy cái áo mặc. Đây mọi người, sau khi em mặc vô thì em trở thành như thế này. Chúng ta sẽ cùng đi bắt ong ngày hôm nay vô rừng Văn Khánh Tây. Rồi em làm cái nghề này là lâu chưa? Lâu rồi, em làm cả chục năm nay. Là ngày xưa là không học hả? Không quyết định đi học hay sao mà ở lại quê hương rồi làm công việc ở đây? Tại yêu cái nghề này quá, như mình chỉ nghề gần chỉ mình nuôi vuông tôm á. Yêu nghề quá nên không có đi học. Vậy hả? Bố mẹ ban đầu có ngăn cản không? Không, cha cũng lúc trước cũng làm nghề rừng này. À, vậy là ba đời nhà em làm rừng phải không? Dạ, cha bắt đầu làm từ năm 2000. À. Thì sau này tới 2010 thì cha ông để lại cho em. Chúng ta sẽ cùng đi. Anh đây thấy có cái biển là cấm vào rừng là dành cho ai? Dành cho người dân không có nội quy, không có hợp đồng trong này. À, tức là em là người có hợp đồng ở đây? Đúng, em có hợp đồng chính thức. À. Đó, mình là người có như nói chung mình có hợp đồng với người ta đó. À. Chủ rừng. À, tức là chủ rừng là người dân ở đây hả? Chủ rừng là không công ty ở hòn đất mình, công ty gỗ. À. Công ty gỗ của hòn đất. Rồi. Tức là cái rừng này là của công ty ở hòn đất. Từ trước nay là của huyện An Minh mình, nhưng mà hợp đồng với rừng trồng cây của hòn đất á. Ừ. Và họ tức là họ đầu tư, họ trồng và họ khai thác hả? Đúng rồi. Nhưng mà họ có thuê người dân mình làm không em? Có chứ. Tức là người dân mình cũng làm cho họ và có một số người là họ thuê và vào đây để bảo vệ cho họ cũng như vô công ty của họ luôn. Rồi, anh hiểu rồi. Mình chỉ hợp đồng với họ để mình đánh bắt cá với gác kẹp. À. Chứ mình không có tức là mình không có được tự do muốn làm gì làm. Đúng rồi. Cây phá cũng như mình cũng không có được chặt nữa. Mình vô đây cũng như mình là giữ để bảo vệ. Rồi, anh hiểu rồi. Quyền gác kèo và đánh bắt. Đánh bắt các loại thủy sản như cá lóc rồi đắt lát đồ này kia vậy đó. Ừ. Lương. Trời, cái cảm giác vô đây nó bình yên sao luôn á, mà nó yên tĩnh dã man. Như em không thích phòng nào, như ra chợ kiểu nói. Ừ. Lúc xuất cha ông còn mần á thì ông có bán mật cho bên của cô Lan bên huyện đội. À. Với ông gì quên, ông Thông. Ờ. Thông trên cái lít vậy đó. Ừ. Thì bán cho theo cũng theo chốt này rồi có số người ta đi thành phố cũng có. Bởi vì tuy rằng ở đây nó vô bộ phận chống cháy mà nó còn hơi dễ, cái là rừng mình còn nước nè. Ừ. Chứ anh thường là mùa này là rừng ở một nơi khác là khô quá trơn rồi đó, mà rừng ở An Minh mà nhất là Văn Khánh Tây là nước vẫn còn. Là nước bao la luôn á. Đây là nằm nó thuộc rừng phòng hộ chứ không phải là rừng về bên rừng kinh doanh. Rồi, anh hiểu rồi. Nó là rừng phòng hộ. Nhưng mà thường bên kiểm lâm họ có đi kiểm tra thường xuyên không em? Như vô mùa cháy này 5-10 ngày không chừng. 5-7 ngày, 10 ngày có khi nửa tháng họ vô lần. Chứ sao bị em hỏi, em có hỏi anh coi mình có đi đông hay không, là vì chợ bị vô đã vô mùa phòng chống cháy rồi. Ừ. Mình không được đi. Mình không được phép đi đi đông. Nói chung là dẫn người lạ đông vào rừng đó. Đúng rồi. Bởi vì mình vô đây là mình phải theo cái quy định với cái hợp đồng mình, lúc mình giao với người ta có hợp đồng đàng hoàng, có thẻ đàng hoàng, quên lấy cái thẻ cho anh coi. Thẻ của công ty mình vô công ty gỗ á. À. Bắt đầu mình vô rừng nè. Vô con cái đường kẹo của mình. Oh.
là cũng đam mê lắm. Đúng rồi đó. Như anh mà kêu anh thách thức anh bơi cái xuồng này vô trong khu vực này là coi như anh thua rồi đó. Không chừng là anh té nãy giờ là coi như là anh lặn hụp mấy đợt rồi. Mấy lần rồi. Không mà nước cứ dần dần nó cũng cạn mà mình lội cũng sẵn sàng. Chính xác. Nó cũng khoảng 4-5 tấc nước. Đội này nó cũng mặt lắm đó chứ, em lội em dọn mình đi nha. Như em là người dân ở đây thì em thấy cái này nó bình thường chứ, như tụi anh ở ngoài thị trấn hoặc là ở những cái xã khác thì thật sự là lần đầu tiên thấy luôn á. Dạ. Em được mấy ổ ong ruồi nữa kìa, chưa có bắt nữa. Anh biết ong ruồi không? Anh biết ong ruồi. Ừ. Nhưng mà như vậy làm ong mình là ong tự nhiên vậy là cũng hên xui phải không? Đúng rồi, chắc cái này nói chung ai dắt giỏi có thật chứ không phải như cái dạng ong nuôi. Dạ. Như ai làm nghề rừng mà cứng thì gác kèo giỏi nhiều thì có ông nhiều. Ông anh nhiều khi anh thấy là nhiều khi là em có số em làm cái nghề này á. Chứ nếu không thì nói chung gác hoài nó cũng không có. Đây cũng là cái kèo đó nhưng mà nó không có ông đó. À. Phải cây nào nó cũng về đâu. Đúng rồi. Em gác cũng chăm ngoài miếng đó. Nhưng mà bây giờ em chỉ được nó hai mấy ổ thôi. À. Tức là sau khi mà nó có ong rồi thì sau bao lâu thì mình mới thu hoạch được? Khoảng 20 đến 25 ngày. 20 đến 25 ngày sau khi mà mình phát hiện là ong đã có kèo. Dạ đúng rồi. Có khi nào cả năm trời không có luôn không? Không, nó chỉ ngưng từ cái tháng 5 tới khoảng tháng 10 là 4-5 tháng là mình phải có rồi lại. 4-5 tháng đó là con ong nó không có. Cũng như ví dụ như lúc đó mà có mật là mật kiểu anh em hôm hạ người ta dựa lại người ta bán. Chứ lúc đó thật sự là nó không có mật. Nói chung là ngày hôm nay là gặp em mà thực hiện cái phóng sự này là coi như là không biết chừng anh lại có duyên với người khác. Các ong luôn. Bao nhiêu bí mật đã được tiết lộ. Rồi cái tái đi, em kéo vô cho nó dễ. Rồi, ok. Rồi tái thấy mình không dám dẫn á, dân lạ đâu dám dẫn vô đâu. Ủa, xong rồi. Cái dân lạ mình đâu dám dẫn vô rừng mình tầm bậy đâu. Trong bộ dạng này là anh thấy cực, cái này là phải đam mê lắm thì mới làm được chứ. Kiểu này là dân mà bây giờ cho tiền chắc cũng kêu trải nghiệm chắc cũng khó đây. Dạ. Rồi mình tới đây là mình đậu đâu, mình nội khoảng gần 100 mét nữa mới tới đó nha. Ok. Nói chung là hôm nay là đúng này là của em luôn nè. À. Tức là hợp đồng của em là em được phép đánh bắt cá ở trong tự nhiên cá đồng ở trong đây. Đúng rồi đúng rồi. Và em được phép gác ong. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vô cái kèo đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Trời ơi. Trong rừng chắc là nằm luôn. Trời nó đóng quá. Không phải như chỗ này nó bị giấy này. Hèn chi. Nó có chỗ nó nông, có chỗ nó cạn. Thì trước đây nó đây nó là rừng luôn hay là nó là cái vuông? Rồi sao họ không trồng nữa thì bắt đầu rừng họ trồng rừng ha. Nhà nước sao em? À. Em đã sụp hố rồi cái gì? Đây mới là trải nghiệm thử. Chứ bây giờ mình không quay khúc này mà mình đi thẳng vô rừng á thì nhiều khi người ta không tin. Để có được một ổ ong rừng thì thật sự là rất là vất vả. Và ngày hôm nay em đã chính thức được trải nghiệm. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là bộ dạng của em lúc này. Ok. Vô đây là phải đổi lưới rồi đó. Dạ. Anh theo làm chưa? Dạ.
À, thấy rồi, rất là to. Cái kèo mình đã gác đó. Rồi. Hồi tử thứ một á, cũng lấy mặt em xài qua. À, mình không khói. Chỉ dùng khi rừng mình còn nước nha. Còn rồi. Những rừng mình đã khô mình phải dùng cái bình không khói á để đảm bảo an toàn về việc phòng chống cháy. Rồi, hiểu. Hiểu rõ nguyên tắc. Mình nói vậy cho anh em người ta, ví dụ có thay đổi kênh mình ta cũng không phần nào là phải cho mình dùng cái bước này á. Đúng rồi. Nói chung an toàn là trên hết, nhất là tài sản quốc gia. Dạ, đúng rồi, đi rừng này mình làm rừng phòng hộ nha. Rồi. Cái này là mình gác được bao lâu rồi em? Cái kèo này nè. Kèo này mình gác đã một tháng mấy rồi. Nhưng khi mình phát hiện nó về là khoảng 25 ngày. Đây, anh có không? Rất là mập luôn. Em có ước lượng được là cái tổ này sẽ được bao nhiêu lít mật ong không? Tổ này tầm gần 4 lít. Là mức này là mức trung bình hay là mức này là mức lớn? Nó chỉ trung bình thôi. Đây thì mình sẽ cắt mình lấy một mớ này. Còn mình sẽ phải để lại đúng không? Đúng rồi. Cho nó ở rồi chỉ thời gian sau là mình sẽ cắt được nữa. Hình như anh ngồi cái hướng này hình như không phải hướng gió, nó không bay tới nè. Chứ nó bay tới chắc anh giục điện thoại anh chạy bắt dép. Anh nói thiệt chứ mỗi lần mà em bắt ong kiểu này á, em có cảm xúc gì không? Có cảm giác gì không? Nói chung là mình rất là mê luôn, rất là ham á. Dạ. Rất là đam mê đó. Mà làm cái gì mà có cảm xúc là khó bỏ ha. Dạ, đúng rồi. Công việc nào cũng vậy và ai cũng đó, vậy. Như em, anh thấy mắt em ăn kiến như vậy thì anh cũng hiểu rồi. Cha mẹ cũng kêu mình từ bỏ đó. Cả ngày đừng cực vì đam mê nữa. Mình dám làm. Rồi mấy đứa con có khoái nghề này không? Nó còn nhỏ quá, nó nhát quá. Dạ. Nhưng mà nó cũng thắc mắc hỏi chứ. Dạ. Rồi, mình có thể đi ra. Rồi. Chắc cầm 3 lít ăn lên. Tại vì đây là mức trung bình thôi, chứ phải ổn lớp. Hello, đây là Aki, đang ở trong rừng và đứng cách cái tổ ong này khoảng 10 mét, nhưng mà rất là an toàn nha mọi người. Đúng rồi, với lại thật sự là ai cũng biết có nghề này hết, nhưng mà thật sự là mô tả nó như thế nào thì thật sự là ít có người làm. Anh là anh muốn giới thiệu miệt thứ của mình đó, nhất là An Minh đó. Nó, cuộc sống nó đang như thế nào, nhịp sống nó ra sao, con người ở đây nó như thế nào. Hy vọng là mọi người sẽ thích những cái phóng sự như thế này của miệt thứ 11 và hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và để lại comment. Và đặc biệt trong clip này, những anh chị mình nào ở khắp nơi mà muốn mua ong rừng miệt thứ tại xã Vân Khánh Tây thì có thể liên lạc với Aki hoặc là gửi thông tin địa chỉ số liên lạc về email miệt thứ 11@gmail.com. Đi vô thì rất là gian nan nhưng mà đi ra có vẻ anh hợp rồi đó, thoải mái rồi đó. À, tức là mình em đang bảo vệ cái mặt đó hả? Khi mình lấy ra khỏi cửa mình lấy ra thì về tới nhà luôn. Nhưng em đi là em có cái thùng bao hồi nãy đó. À. Em sẽ bỏ vô đó hết. Mình để nó chấm, mình để vô chuột. Có nên em nói đúng đó, bây giờ anh mới cảm nhận được nè. Là có nước thì mình mới vô được. Còn như khô là vô kiểu gì cũng cũng cảm thấy là bất an ha, tại vì nó có nguy hiểm với rừng á. Nhất là rừng phòng hộ rất là dễ cháy. Nhưng mình là rừng, mình là rừng tràm nữa.
Cá lương này, lương lương là lương rừng luôn á hả? Lương rừng, đúng. Đổ sao đây ta? Cái lỗ rách. Nó có cái lỗ rách đó không biết. Wow. Hai con hả? Ba con luôn. Ba con. Lương này ở đây em ăn thì em ăn sao? Em nấu gì? Mình thường thường thì mình hay ôm ba cái rau ngổ hoặc lá nhào á anh. Hết này trên đường đi anh thấy ở đây có rau ngộ. Đúng. Một lát nữa em đi ngang chỗ nào có rau ngộ em chỉ anh để anh quay giới thiệu cho mấy người. Như vậy là bữa cơm chiều của Miệt Thứ đã có lương rau ngộ nha bà con. Em sẽ buộc cứng thôi. Đây. Wow. Cái này em đặt được 2 hôm anh. Đặt 2 hôm. Dạ. Nhưng mà cũng hên xui đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mùa, nhưng mà anh nghĩ là theo từng mùa nó sẽ từng loại cá nó khác nhau đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như mùa này thì thường em bắt được cá gì nhiều nhất? Mùa này thì cá dày, cá lóc. Cá lóc. Dạ. Còn như lương ngày hôm nay là bất ngờ phải không? Nó cũng có chạy nhưng mà nó không được nhiều. Cũng như lâu lâu mình cũng có chạy lai gai thôi chứ nó không được nhiều bằng cái mùa vừa mưa lên. Vừa mưa liền, mưa lên là nó nhiều. Khi mưa mà nước nó lên như đang khô mà mưa có chụp nước lên nhiều đó. Rồi. Đó luôn nó sẽ chạy nhiều. Ông về. Thông báo với em là hôm nay em may mắn tại vì anh đã mất hết 5 kg đó. Còn không anh 75 kg là lồi xong em luôn á. Em này chỉ có 63 kg à. Khỏe, 63 kg mà nãy giờ anh thấy em là khỏe đó, dân rừng có khác. Xuất sắc. Bỏ lên thuyền được không? Nó nhảy hả? Đây đây anh chụp lại nè. Đây đây đây, này chụp nè. Trong kia còn nữa kìa, em dỡ hết luôn đi. À nó nguyên một dây dài vậy hả? Thôi em cuốn cái lúa này về đi chắc ha. Rồi. Ừ. Để mình đặt này, nãy ra mới vô nó nhảy mất công. Thường mình đặt lúa là mình đặt lúc mà khi nào em? Không, ý nó là buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối á. Mình đặt suốt ngày luôn. Tức là giờ nào mình rảnh mình đặt thôi. Nhưng mà lúa mình phải từ 3 phân trở lên. Tại vì ở đây là rừng mà đúng không? Nếu mà ngắn quá thì đâu có thể nào mà. Không có, như cái lỗ nó phải là 3 phân, đừng bắt chỉ bắt cá bự thôi, không bắt cá non. Rồi, hiểu. Đó là của nhà nước người ta quy định cho mình. Cái tính đâm á. Ừ. Khi mình đặt lúa là phải từ 3 phân. Nói chung là mọi thứ đều có một cái quy định rất là chặt chẽ. Đúng rồi, đúng rồi. Và mình thì phải tuân thủ. Khi mình vô đây là mình phải chấp nhận tất cả các điều kiện mình hợp đồng. Đúng rồi. Và họ cũng kiểm tra đúng không? Nếu mình vi phạm là coi như là mình sẽ bị cắt hợp đồng. Dạ. Có bị xử phạt không em? Có chứ. Thì mức độ mình vi phạm. Mức độ mà nặng nhất thì như thế nào? Sẽ cắt hợp đồng, nhưng mình sẽ ngừng hợp đồng với mình sẽ không được quyền vô quyền nữa. Ừ. Còn mức độ nhẹ là chỉ có nhắc nhở thôi phải không? Nhỏ. Giờ là cũng như bắt anh em làm bản cam kết vậy đó. Rồi anh hiểu rồi. Không có vi phạm nữa. Thường ở đây thì tất cả những hộ dân ở đây họ đều có hợp đồng với ở đây hay là chỉ có em thôi? Không, như tùy theo hộ người họ yêu cầu họ có hợp đồng, có cư dân ở đây người ta không biết nói dừng đó chứ đâu có làm. Ừ, anh hiểu rồi. Họ đều có hợp đồng với ở đây hay là chỉ có em thôi? Không, như tùy theo hộ người họ yêu cầu họ có hợp đồng, có cư dân ở đây người ta không biết nói dừng đó chứ đâu có làm. Ừ, anh hiểu rồi. Nói chung là à, đây là rau ngộ đúng không? Đúng rồi đó. Đây đây rau ngộ đi. Rau ngộ đi bà con. Nói sao lưng anh cũng nói mới nhiều. Đây đây đây. Cô có hái không? Không, mình đâu có. Ở nhà em có hả? Em có bắt ăn. Đây rau ngộ đây. Mình chỉ ăn cái đọt thôi đúng không? Dạ. Lại trong đồng mà không có tận dụng cái nào bán kiếm tiền được thì mình bán cũng rất có ăn. Ừ. Rất là nhiều luôn. Dạ. Cái họ anh thấy là nó mọc ở phía ngoài nước nhiều nè. Dạ. Rau ngộ cũng có, rau nhút cũng có. Rồi, cái này là anh đi trước em mà. Rồi, ok. Mà đâu? Cũng mệt. Cũng mệt. Nắng à, đi chơi nắng à. Nhưng mà thường á là một tháng em sẽ đi lấy mật bao nhiêu lần? Cũng như đầu tháng cuối tháng. Đầu tháng cuối tháng vậy trong mình tính khoảng giáp tháng là mình sẽ đi một lần. Hai ba ngày lên một tháng. Như vậy anh tò mò là những cái ngày trong tháng em làm gì? Mình sẽ đi theo luồng kèo đang cây nào bị cỏ rồi đó.
chứ mình sẽ xem chừng coi ong nó về được bao lâu ngày rồi. À, tức có nghĩa là mình phải chăm sóc và mình phải tạo ra cái môi trường thích hợp cho ong nó về. Dạ. Chứ không phải là mình cứ gác kèo xong rồi mình đợi. Mình đã cầm cái kèo, mình phải dọn cho nó một cái sân phía trước kèo. Đừng ong nó bay đi bay về, nó ăn, nó đi ăn rồi nó đi về tổ nó. Ông vậy là chuyên nghiệp lắm luôn á, giống như là một kỹ sư về nông nghiệp về nuôi ong rồi đó. Đúng, em mần cái em biết gác kèo này là năm em 13 tuổi. Ừ. Nhưng mà được vô gần mần là chỉ khoảng 10 năm nay thôi. Tất cả những kinh nghiệm là do bố. Dạ. Anh thấy em thú vị đó. Rất là thú vị luôn á. Đây là thành phẩm ngày hôm nay nha mọi người. Tôm sú thẻ mình đó. Ừ. Là cái đam mê của em, chúng thôi gái em giờ em cho nó đi đi học lâu rồi nhỉ. Được rồi, đưa anh lấy tiếp cho phụ cho. Giờ mình có chân đường về đó. Được rồi. Rồi. Mình tự xử. Mình tự xử, mình thích thì mình làm thôi. Rồi em quay đi, em làm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái miếng này để mình vắt ra ong nguyên chất đúng không? Đúng rồi. Cái này là đã vệ sinh sạch sẽ, tay là rửa sạch rồi nha bà con. Đúng rồi. Chứ đúng ra là theo quy trình vệ sinh là phải có bao tay. Ừ. Lần nhưng mà nó trong đồng mình đâu có mình ở trong đồng sạch tay đâu quốc à. Nó nguyên chất rồi mà nó có bao tay gì đó. Anh thấy cũng nhiều ha. Nhiều chứ. Mày trả lên. Tính vô đi gần hả vậy? Ở đâu? Gần hả? Mắc cá sạch hay vậy? Còn cái sáp này thì mình làm gì? Mình sẽ nấu để mình tha kèo rồi lại á. À, anh hiểu rồi. Mình tha cái kèo mình gác trong gần đó. Được chưa? Được chưa? Rồi, ok. Nào anh đổ là không thể nào nó chảy hết liền chứ, nó phải dính lại gì nè. Đây là mật ong mình bắt trong rừng về nguyên chất, bắt đầu mình sẽ để vô tủ lạnh là nó sẽ không đặt lại, nó chỉ sệt như vậy thôi. Là cái này là mình em bỏ cái này bao lâu rồi? Em bỏ cái này khoảng một tuần lễ rồi. Một tuần lễ và nó không có bị đặt lại. Không có bị đặt lại, tức là bảo đảm là cái mật của mình nó không có nước. Đúng đúng. Nó đó là mật ong nguyên chất. Nó rất là dẻo mọi người. Rất là dẻo luôn. Nó giống như mạch nha ha. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác giống như mạch nha ha. Đây mình cho mọi người coi nha, nó hoàn toàn là nó không có bị đứt khúc. Bởi vì mình chưa có gia chạm qua cái mật giả nên mình cũng không biết là nó như thế nào. Với lại là trong quá trình mà anh thấy em thu hoạch đó là bảo quản rất là kỹ và không có bất kỳ đúng rồi. Va chạm với nước và không có nước. Rất là kỹ. Còn với cái mật này là mình sẽ để như vậy và mình bỏ vô chai luôn, chứ không có lọc được đúng không? Đúng. Tại vì ngay mình cả thậm chí là những cái gác của con ong thôi. Chứ mật mình đi vô rừng mà làm gì mà không phải không bị bụi, lúc nào cũng phải như có bụi lá sậy đồ này kia. Chứ không thể nào mình làm sạch lọc cho nó sạch được. Nhưng mà nếu mà thường mà mật ong mà nuôi mà bỏ qua lọc qua vài mùng là nó cũng chạy, nó cũng chạy hết. Nó chạy hả? Với cái này nó chỉ dù nó chạy chắc cũng không được như bởi vì nó rất là kẹo. Cơm chất chẳng vậy mà thử nghiệm cái gì đó. Được. Cái bọc bỏ vô đi. Cắt cái gì chẳng lấy chẳng cắt cái này luôn đi. Mà cái tàn đó anh biết ăn sao?